Điện lo. Điện lo. Cơm ngon quá. Mai em lại nấu tiếp nhé. Để anh. Em chưa muốn có con đâu đấy. Yên tâm, đã bảo để anh lo rồi mà. Đã bảo để anh lo rồi mà. Thuốc tránh thai khẩn cấp Nutroy EC chứa hoạt chất Lenovo Gastre và tá dược vừa đủ, dùng cho các trường hợp giao hợp không được bảo vệ trong vòng 72 giờ, có tác dụng ngừa thai khẩn cấp. Sản phẩm chống chỉ định cho các trường hợp mang thai hoặc nghi ngờ mang thai, chảy máu âm đạo bất thường, không chẩn đoán được nguyên nhân, viêm tắc tĩnh mạch hoặc bệnh huyết khối tắc mạch thể hoạt động, bệnh gan cấp tính, u lành hoặc ác tính, canxi nam vú hoặc có tiền sử bệnh đó, vàng da hoặc ngứa da dai dẳng trong lần có thai trước, rối loạn chuyển hóa porphyrin cấp tính, có tiền sử tăng áp lực, nội sọ vô căn, mẫn cảm với levonorgestrel hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc. Thận trọng dùng khi bị hen suyễn, suy tim, cao huyết áp, nhức nửa đầu, động kinh, suy thận, tiểu đường, chứng tăng lipid huyết, trầm cảm và trong những trường hợp đang mắc viêm tĩnh mạch huyết khối hoặc đột quỵ. Chế phẩm chỉ dùng cho những trường hợp ngừa thai khẩn cấp, không được dùng thường xuyên. Thuốc không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. Nếu bị nôn trong vòng 2 giờ sau khi uống viên thứ hai thì phải uống lại thuốc hoặc phải gặp ngay bác sĩ hoặc dược sĩ để được hướng dẫn, thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thuốc tránh thai khẩn cấp Nutroy EC, sản phẩm mang thương hiệu của DKT International Hoa Kỳ, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Sự Lựa Chọn Vàng, sản xuất bởi công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà.